Mình có con Uê Alpha này mới nha, theo anh em chiêm ngưỡng. Quay đi, quay vòng 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 quanh xe, quay liền sát vào vành bánh này, zin 100% luôn này, vành bánh bóng lự luôn, quay sát lại kéo nó gần vào đấy, zin luôn, nhựa đẹp, đây máy chất luôn. Quay 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 rộng luôn, quay chậm luôn, đi sát vào. Cực chất luôn. Đây, này, bánh bánh. Sáng cáo. Quay vùng anh cả đầu cả lưng. Đấy. Đừng lấy cái cụ chống đi rồi nhé. Quay kéo gần, không sợ có nhà được không? Quay cái bu này, kéo cái bu này nó sáng như chi tiết này. Cái bu này gần vào lấy cả hết cái bu vào đấy. Những chỗ mà quay khung phải lấy hết cả cái xe vào. Chiếc đầy đủ lấy cả xe, rất ngon này. Chỉ mấy phút rồi. Ta test máy cho anh em nghe nhá. Rất luôn. Kéo gần là sát cho nó nhìn được rõ mà, rõ không? Gần nữa vào đây này. Đấy, giấy tờ đấy, đầy đủ giấy tờ luôn. Hưng Yên. Rất chất luôn, 3 ngày.